Thảo My và Ái Thi kính chào quý khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ cung cấp đến quý khán giả những thông tin mới nhất về các sản phẩm thời trang và làm đẹp. Bên cạnh đó, quý khán giả cũng đừng bỏ qua phần mách nhỏ rất thú vị dành cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam sắp tới nhé. Kính thưa quý vị, với mong muốn đưa hàng hóa có chất lượng cao, hàng hóa bình ổn thị trường đến tận tay người dân, thời gian gần đây Sài Gòn Co-op đã liên tiếp khai trương nhiều Co-op Smile trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin về một cửa hàng mới tại quận Gò Vấp. Tương tự các cửa hàng khác trong cùng hệ thống, Co-op Smile vừa được khai trương sẽ được cung cấp hàng trăm sản phẩm chất lượng thuộc nhiều ngành hàng khác nhau như thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm cho đến đồ dùng, dụng cụ học tập. Nhân dịp khai trương, cửa hàng sẽ áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% với nhiều sản phẩm. Bên cạnh đó, quý khán giả cũng đừng quên nhận những phần quà hữu ích khi mua sắm tại đây. Ngoài những sản phẩm mua sắm thông thường, cửa hàng Co-op Smile cũng sẽ có những dịch vụ tiện ích thu hộ như cước điện thoại di động trả sau, cước điện thoại cố định và cước Internet. Ngay từ bây giờ, quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu đã có thể đến tham quan, mua sắm tại Co-op Smile ở địa chỉ số 25 đường số 9 quận Gò Vấp trong khoảng thời gian từ 6 đến 22 giờ mỗi ngày. Nếu quý khán giả nào yêu thích nước Ý xinh đẹp thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ăn mang tinh hoa của nền ẩm thực Ý được chế biến bởi bếp trưởng có nhà hàng đặt sau Michelin, Francesco Gasparo. Đầu tiên không thể không kể đến món spaghetti trứ danh của nước Ý hay món hoành thánh Ý với sự kết hợp của nhân bồ câu, bơ và xả hương. Ngoài ra những món ăn khác có trong thực đơn với các loại nguyên liệu từ quen thuộc như khoai lang Đà Lạt cho đến quý hiếm như nấm truffle chắc chắn cũng sẽ làm hài lòng những tín đồ ẩm thực. Điểm đặc biệt trong các món ăn này chính là nguồn nguyên liệu tươi ngon như sữa cừu được nuôi bằng thảo dược, thịt bò nhập tươi từ nước ngoài hay động thực vật được nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ. Làm mới mẻ những món ăn Ý chính là mục tiêu của tôi, dù món ăn đó vẫn bắt nguồn từ ẩm thực Ý truyền thống, nhưng tôi không bị giới hạn bởi truyền thống. Tôi rất hào hứng khi được tham gia sự kiện lần này ở một địa điểm tuyệt vời. Từ nay đến ngày 20 tháng 10, quý khán giả Mua Gì Ở Đâu có thể đến nhà hàng R&J để thưởng thức những món ăn hấp dẫn được chế biến bởi chính tay đầu bếp Gasparo với thực đơn bao gồm 6 món có giá từ 1 triệu 488 ngàn đồng một người. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về các sản phẩm thời trang, làm đẹp đặc biệt dành cho chị em phụ nữ nhân dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới. Và ngay sau đây, mời quý khán giả cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh lung linh về bộ sưu tập trang sức mới nhất từ thương hiệu B&G. Với mong muốn mang những món quà trang sức vừa hiện đại vừa thuần Việt, trong bộ sưu tập Chami 20 tháng 10, ngoài vẻ đẹp vốn có từ thiết kế cũng như chất liệu, chiếc vòng đeo tay của người phụ nữ còn được tạo điểm nhấn với những hạt charm được chạm khắc độc đáo. Trên đó là những họa tiết hình ảnh vốn rất quen thuộc với người dân Việt Nam như hoa sen, đèn lồng, trống đồng, nón lá. Bộ sưu tập hứa hẹn sẽ là món quà đầy ý nghĩa dành cho phái nữ, vừa tôn lên vẻ đẹp truyền thống nhưng cũng mang đậm dấu ấn hiện đại. Hiện các mẫu vòng tay, lắc tay và vòng hạt trong bộ sưu tập Xiaomi đang được P&G giới thiệu trên cả hai chất liệu vàng và bạc với nhiều mức giá khác nhau. Quý khán giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website hoặc hệ thống các cửa hàng của P&G trên toàn quốc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, son bút chì, clip crayon đang dần thay thế cho son môi truyền thống bởi dễ sử dụng, cung cấp lượng màu vừa đủ và giúp dưỡng ẩm. Bắt kịp xu hướng đó, thương hiệu mỹ phẩm Fenty Beauty của nữ ca sĩ Rihanna vừa cho ra mắt bộ 3 son bút chì dành cho cả mắt và môi. Với thành phần không chứa paraben và sunfat, son bút chì của Fenty Beauty sẽ giúp cho đôi môi mềm mịn, căng bóng. Bên cạnh đó là sự nổi bật từ chất nhũ kim loại. Đặc biệt, ngoài công dụng tô điểm cho đôi môi, son bút chì còn có thể được dùng để kẻ mắt hoặc tô mí mắt, tạo điểm nhấn và mang đến sự quyến rũ cho đôi mắt của phái đẹp. Hiện son bút chì được bán với số lượng có hạn, gồm 3 set màu để quý khán giả có thể lựa chọn là Frost Bunny, Frost Honey và Frost Money. Trong đó, mỗi set sẽ có 3 phong cách màu khác nhau. Quý khán giả có thể truy cập vào trang web của Sephora hoặc Fenty để đặt mua sản phẩm với giá khoảng 39 đô la, tương đương 910.000 đồng một set.
Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Không biết là các quý ông của chương trình Mua Gì Ở Đâu đã chuẩn bị quà gì cho những người phụ nữ của mình hay chưa? Và nếu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa chọn được một món quà nào vừa đơn giản lại vừa có nhiều ý nghĩa thì quý khán giả đừng bỏ qua thông tin tiếp theo của Mua Gì Ở Đâu nhé. Hello chú. Hello, chào. Cho em phỏng vấn xíu nha. Ừ. Sắp tới rồi, chưa đóng một quà cho mẹ và các bạn nữ chưa? À, mình cũng đang nghĩ đến vấn đề này. À, mình cũng đang định tính đi mua đây. Rồi Trương đã nghĩ ra sẽ mua quà gì chưa? Cứ đi theo Trương rồi biết. Hôm nay mình sẽ lựa chọn một bó thật là to để tặng mẹ mình. Khoan. Hai chú sẽ phải thực hiện một thử thách của chương trình Mua Gì Ở Đâu, đó chính là tự tay làm bó hoa chỉ với 100.000. 100.000 á? Hơi khó khăn đấy, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Chào bạn ạ. À, bạn có cần mình hỗ trợ gì không ạ? À, bạn ơi, mình muốn mua hoa tặng mẹ đó. Thật ra là mình khi mình tặng mẹ của mình á, mình không cần phải đi theo ý nghĩa của hoa gì cả. Quan trọng là bạn biết mẹ của bạn thích hoa gì hoặc là tông màu gì không? Mẹ mình thì thường thích những loại hoa có tông màu sáng. Mình giới thiệu với bạn nha, đây là hoa thủy tiên nè. Thủy tiên có rất là nhiều màu luôn. Nhưng mà nếu mà làm bó hoa cho mẹ bạn mà dùng hoa này thì nó chưa được nở lắm, cái độ nở nó chưa có nhiều nên là vào bó hoa thì nó không được đẹp. À, mẹ mình rất là thích hoa hồng á. À, mẹ á, vậy thế này nha, mình có ý kiến là bây giờ mình sẽ làm cái bó hoa, mình sẽ sử dụng hoa hồng chủ đạo, tông màu hồng nhẹ nhẹ cho mẹ. Được á, được á. Đây là hồng da. Hồng da này nếu mà bạn phối chung với hồng này nè thì hai cái màu hoa này phối với nhau nhìn bó hoa rất là ngọt ngào luôn. Với ngân sách 100.000 á thì mình sẽ sử dụng khoảng 3 loại hoa đi. Thì trong đó hoa hồng này thì chủ đạo cùng với hai loại hoa phụ nữa. Đây, cách chọn hoa là bạn bóp cái hoa như thế này. Nếu mà hoa nó có cái độ cứng ở phía trong á, tức là hoa này nó còn nở được nữa. Vậy là mình đã tìm được cái hoa chính rồi. Mình sẽ phối thêm một vài hoa phụ nữa để cho bó hoa mình nó hoành tráng hơn nha. À, ở đây mình có cúc Calimero. Theo mình nghĩ với cái màu hoa bạn chọn á thì mình nên chọn màu tím và màu trắng để phối hợp với nhau rất là ổn. Đây là hoa mõm sói ha. Thì mõm sói này á mình sẽ tạo cái độ dày của bó hoa nên mình sẽ chọn thêm hoa mõm sói này nha. Mình thấy rất là đẹp ấy, nhưng mà mình không biết bó hết nào. Trời, thế này nha, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn, hướng dẫn bạn cách gói một bó hoa cực đơn giản và tự có thể tự làm được để tặng cho mẹ những ngày ý nghĩa này nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cố định cái hoa chính trước, cái hoa chính của mình đây. Hai cành này mình sẽ để xa le nhau nha. Đúng rồi. Trời, cành thứ ba mình cố định ở vị trí ở gần như ở giữa giữa như thế này nè. Đây. Mình sẽ điểm phía dưới này cho hoa nó nở lên. Lúc này cuối cùng mình còn hoa mõm sói, mình sẽ chim ở phía trên này. Mình tạo cái độ dài cho bó hoa. Rồi, cuối cùng mình sẽ điểm lá, mình sẽ điểm lá vào những cái phần chỗ trống như thế này. Bây giờ mình chỉ cần đi giấy gói bên ngoài nữa thôi. Với cái loại hoa đơn giản như thế này mình chọn giấy báo nha. Thứ nhất là giá của cái giấy báo thì nó cũng rẻ nè. Thứ hai nữa là lên bó hoa nhìn nó đơn giản nhưng mà vẫn thấy sang cái bó hoa của mình. Okay. Rồi, mình giữ cố định ở phía dưới nha. Cái tay mình cố định rồi mình để bó hoa lên. Cái đầu của cành hoa này nó bằng với lại cái mí của mí cao nhất của cái tờ giấy. Để mình thấy được cái mặt hoa đúng không, là giấy nó ôm hết cái hoa rồi. Bạn giữ cố định đi nha. Rồi, mình dùng băng keo để cố định cái vị trí đó lại. Rồi, tờ giấy này mình xếp lại khoảng 2/3 của tờ giấy như thế này. À, độ cong của nó mình để tự nhiên, mình đừng có tạo nếp cho nó ha.
Rồi, lúc này mình sẽ áp cái mặt này vào trong cái bó hoa, cách cái đầu trên của bó hoa khoảng là 10 cm. Với tờ giấy này thì mình sẽ phủ cái mặt trống còn lại của bó hoa này. Các bạn ơi, nếu mà mình muốn giữ cho bó hoa này tươi lâu hơn nữa thì mình có thể là mình bọc gốc, bọc cái phần gốc này với một ít nước. Thì như vậy có nước thì sẽ giữ cho hoa này độ bền nó lâu hơn. Và bước cuối cùng để làm cho bó hoa này nhìn nó trông dễ thương hơn thì mình sẽ điểm một cái nơ nữa ngay ở đây nhé. Mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong thử thách làm một bó hoa với 100.000 đồng. Cảm ơn bạn Phương, cảm ơn chương trình Mua Gì Ở Đâu đã cho mình những cái trải nghiệm thật là thú vị và tuyệt vời. Xin chào các bạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát sóng vào sáng mai cũng trên kênh HTV7.